Cửa hàng Nông Ngư Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng: ấp 3 Bầu Lâm, Xuân Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại: 0974 644 973. Hôm nay bên em sẽ hướng dẫn cho mọi người phun 3 chức năng luôn: đục xích, nối xích và rũa xích. Đấy, phun 3 chức năng luôn, trời lớn luôn. Đó, hướng dẫn cho mọi người một phát là cho nó đỡ mọi người xem một video thôi ha. Và video này hứa với mọi người luôn là làm rất là chi tiết cho mọi người coi luôn, quay từng chi tiết rất là kỹ càng. Và sau đây em sẽ hướng dẫn cho mọi người đục cái mắt xích này ra nhá. Đục đầu tiên là đục ha. Rồi, và mọi người lưu ý bộ 3 sản phẩm này. Đầu tiên là máy đục xích bên em có bán, giá của nó là 480 nguyên một bộ mới, com lên như thế này. Tiếp theo đây là bộ rũa xích bằng máy, bên em có bán luôn, giá của nó là 800.000, mới keng xẻo em. Hiện tại là em sáng ngày em còn một cái mẫu mà cuối cùng là em bán luôn rồi nên em chưa kịp quay em, nhưng mà hôm sẽ làm cái video hướng dẫn cách rũa xích cho mọi người ở đây luôn. Và sau đây là cái máy nối xích lại. Đó, nối xích chuyên nghiệp. Đó, nhanh thì không nhanh bằng búa đâu nhưng mà cũng là rất là tiện lợi. Ok. Video này là video 3 trong 1 cho mọi người ha. Rồi, đầu tiên là cách để mà đục cái mắt xích. Thì khi mọi người sử dụng một sợi xích này nó đứt chẳng có này, rồi nó gãy mắt linh tinh tùm lum ấy, mọi người có nhu cầu một cái đục ra sử dụng hay thay thế mắt khác thì mọi người phải có bộ độ đục như thế này. Đây là bộ đồ đục. Cắt đi, cắt để gọn nó. Đây là bộ đục. Và cái đe, đe này là để mà giữ cái mắt xích lại để mọi người đục ha. Đấy, đe giữ mắt xích nha. Đấy, khi mọi người đã có bộ phận rồi mà em sẽ nói sơ về bộ phận đe này. Đe cho mọi người hiểu là này, cái đe đục này thì nó có 3 nấc, một nấc sử dụng xích mini, xích chuột, một nấc sử dụng xích chung, và nấc thứ nhất là sự sử dụng xích lớn nhất là xích này. Tại vì trên thị trường nó có 4 loại xích. Đây em sẽ, đây là một loại xích, xích chung nha mọi người ha. Đây là xích chung này. Đây là xích lớn nhất này. Và đây là xích chuột này. Mà thấy không, nó nhỏ mắt không? Mắt rất là nhỏ, thấy không? Chuột ha. Và còn một loại đó là xích mini. Xích mini nó như thế này. Đó. Thì đây ví dụ trường hợp mà đây là xích mini ha. Mọi người đặt vào đây. Nếu như nhìn quen rồi thì không sao, mọi người không nhìn quen thì mọi người có thể đặt từng cái vào đây làm sao cái mắt xích này nó nằm trên cái đe như thế này mọi người ha. Đó, nó cân bằng. Nó cân bằng ha. Đó, mọi người thấy không? Nằm cân bằng như thế này. Đầu trên, đầu dưới. Đó, mọi người thấy không? Đầu trên, đầu dưới mọi người thấy không? Đó, nó nằm vậy. Thì khi tiến hành mọi người đục cái mũi này, đục phát nó sẽ ra. Hoặc mọi người có thể tiết kiệm bằng nó lấy một cái đinh gì đó là thép cứng vô, mọi người để cân bằng, mọi người lấy búa mình đóng. Nhưng làm như vậy thì nó không có chính xác cho lắm, nhiều khi bị trượt đập vào tay cũng có nếu mà không quen. Đó, trước ngày thì chưa có cái bộ đục xích như thế này thì em hay làm như thế. Và sau này có vài trăm ngàn em bỏ ra đầu tư làm thoải mái, xài tất cả. Đó, mọi người làm cân. Rồi là mọi người đục ha. Và mình phải xác định được là cái xích này là xích mini thì đặt ở khe nào, xích lớn đặt ở khe nào. Ví dụ như đặt như này thì nó hợp hiễng này. Như này là nó sẽ đè, nó không đè vào cái chân xích này nữa mà nó đè vào cái mắt xích. Đấy, nó đè vào mắt xích, mọi người thấy không? Nó đè vào mắt xích này. Đâu có đè vào chân đâu. Đó là không thể nào đục, đục đến đâu là nó cong mắt xích luôn. Mọi người lưu ý nha, đặt cho nó phải đúng. Làm sao nó ở cái khoảng khe như thế này. Đây. Cái khe này nó phải đè giữ này, có một cái đè nó giữ mặt ở đây, giữ một cái mặt này. Đè bên kia giữ mặt bên này, cân bằng là ok. Chứ còn nếu để mà nó giữ vào cái mắt này thì là đục là cong luôn, là không có được, không chính xác. Nên là mọi người phải đặt cho nó đúng. Khi tụi em làm quen thì tụi em biết cái khúc này xích mắt này phải đúng. Và cái khúc đe này cứ không đặt ở khúc này được nha. Đó, đó là mình phải xác định. Nếu lạ thì mình như thế. Còn xích lớn thì nó quá đơn giản, tức là mình đặt nó không trôi như là nó choi luôn mé rồi. Thì quá đơn giản nên là chỉ có con bước này thôi. Đấy. Xích nào thì xích thì mọi người phải đặt cho nó đúng. Đây mọi người thấy không? Đó. Nó nằm như thế này thì mọi người được thoải mái thật ra. Ok. Nó là như vậy thôi. Khi mọi người đã xác định được cái xích cần đục, ví dụ như đây xích này em có một cuộn ha. Em sẽ kiếm cái đầu nối ra nó. Đầu ra đây, đầu ra nó đây.
Thì nguyên một sợi xích thì nó sẽ có một cái cuộn như thế này, cuộn xích như thế này. Cuộn xích này và mọi người chỉ cần gỡ ra và mọi người đục thôi. Và bây giờ nguyên một cuộn như này mọi người muốn đếm là ở bây giờ em đang muốn đếm là 29 mắt rưỡi. Đếm cách chân xích như sau. Đây. Thì một mọi người phải xác định nó là một mắt xích nó sẽ có hai cái chân. Một mắt để mà rũ như này sẽ có hai cái chân như thế này, mọi người lưu ý nhé. Có hai cái chân như thế này. Đó, có hai cái chân như thế này. Thì khi mà ví dụ như 30 mắt là 30 mắt cái mắt cái này. Nhưng mà nhiều khi có những sợi xích 29 mắt rưỡi chứ không đủ 30 mắt, tức là 29 cái mắt này nhưng lại thêm nửa cái này, em gọi là nó là 29 mắt rưỡi. Mọi người lưu ý cho em nhé, 29 mắt rưỡi. Thì nếu các bác nào lạ lắm mà chưa biết cách đếm ấy, thì bây giờ mà đếm như thế này chúng em là chuẩn nhất. 1, 2, 3, 4, 5. Cứ đếm những cái chân như thế này. Ví dụ như là mọi người muốn chặt 25 mắt xích thì nó sẽ đếm thành 50 cái chân này. 50 cái chân này mình chia ra nó thành 25 mắt, người ta sẽ gọi nó là 25 mắt này. Còn nếu trường hợp đếm tới 53 chân tức là nó là 26 mắt rưỡi. Mọi người lưu ý nhé, 53 chân nó trở thành là 26 mắt rưỡi. Đó. Còn 50 chân thì nó sẽ là 25 mắt. Mọi người hiểu không? Đó, hoặc là bây giờ 52 chân thì nó thành 26 mắt. Rồi và 53 chân thì là 26 mắt rưỡi. Đó, 54 chân thì nó thành 27 mắt. Đó, nó là như vậy đấy mọi người. Sau đó khi mọi người đã đếm ok rồi đúng không ạ? Mọi người xác định cái mắt đếm, hoặc nếu em quen em sẽ đếm như này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Đây là em đang muốn ý định của em mà đục vào đoạn này là nó là 30 mắt. 30 mắt xích mọi người không? Em đếm 15 lần nhưng mà thì thật em cách ra, cách 2 bước là 15 nhân 2 nó thành là 30 mắt. Là đúng bầu của 30 mắt. Nhưng nếu mọi người muốn mà 29 mắt rưỡi thì mọi người phải đục ở mắt này chứ không đục ở chỗ này nhé. Đục chỗ nửa cái mắt này ra. Đó, thì nó thành 29 mắt rưỡi. Ok chưa ạ? Rồi, khi xác định được cái mắt mình đếm và tiến hành mình sẽ đục ha. Đục cái mắt xích ra để nối lại. Thắng ơi, quay giùm anh Thắng. Đây, em giờ lấy lính quay và em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đây này, bây giờ em sẽ đếm 30 mắt nhé. Đây, em sẽ đếm cho mọi người và miêu tả cho mọi người. 30 mắt xích nhé, một sợi xích nhà mình muốn đếm 30 mắt này. 1 này, em đếm đôi nhé. Thay vì 1, 2, 3, 4, 5, rất mất thời gian, em đếm như 1 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, và đây là 15, 15 mắt. 15 mắt thì em sẽ đục ở đây. Đó, và là ý của em là em muốn chặt sợi xích 30 mắt là nó là như thế này. Còn trường hợp quý khách hàng không biết đếm như vậy thì mình đếm như này, một chân này. Đếm chân là chuẩn nhất. Quen thì đếm mắt, còn không đếm lấy chân. Một chân 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 và 60. Mọi người thấy không? 60 chia 2 nó còn 30 mắt. Vậy là em ý định của em là chặt 30 mắt là chính xác. Còn trường hợp mọi người muốn chặt 29 mắt rưỡi thì mọi người sẽ đục. Thay vì đục ở chỗ này thì mọi người sẽ phải đục ở đây. Nó sẽ trở thành là 29 mắt rưỡi. Hoặc là 30 mắt rưỡi thì mọi người sẽ đục ở đây. Mọi người cứ lưu ý một mắt sẽ có hai chân. Cứ chặt lên một chân người ta gọi là nửa mắt. Ví dụ như 29 mắt rưỡi thì là 29 mắt này và thêm một nửa chân này. Ok. Khi đã xác định được cái mắt cần đục và mọi người sẽ tiến hành cầm và đục. Đục thì như vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người đặt làm sao cho nó phải cân. Cân khớp ở đây như này nhá. Cái này lọt xuống dưới và cái khe này, hai cái ngáng này nó sẽ phải đỡ lấy. Đỡ lấy cái mắt xích ha. Đây. Đây mọi người đục xuống đây. Cho cân bằng vô và mọi người đặt đục đó. Có nét không ạ? Nghe chưa? Đó. Nét chưa? Rồi, thẳng vô nhá, rồi mọi người đục này. Bực phát nó ra. Rồi tiến hành đến mắt thứ hai cũng làm như vậy cho nó cân bằng. Đúng điểm chuẩn giữa luôn. Đó, đúng điểm chuẩn giữa luôn. Mọi người đục thôi, đây. Ok. Rồi dừng tí đây. Đó, vừa rồi em đã đục rồi mọi người ha. Đấy. Bây giờ mình nhấc ra xem thành quả này. Đục nè.
theo. Ok. Đấy. Và sau đây em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà để nối sợi xích lại. Mọi người lưu ý nhé, để bình thường nhà em để rối luôn này, như này đi ha, thì mọi người phải gỡ nó ra và mọi người ôm theo cái vòng cung. Tức là nếu không thể để như vậy là mọi người đang để sai này, như thế này là sai nha, sai. Nếu như vậy là sai, mọi người hãy để cái chân này nó nằm vào trong vòng tròn, nằm phía bên trong như thế này mọi người ha. Bắt đầu mình nối. Trường hợp mọi người muốn thay bất kỳ một cái mắt này vào, một mắt này vào, thì mọi người hãy thay như thế này cho em. Đặt một xích của mình như thế này, bây giờ muốn nối thêm một xích này. Nếu em đặt như này là em đang đặt sai. Tức là mọi người phải để ý cái mũi tên, cái chiều mũi nhọn nó là đi lên là phải đi lên, chứ không thể nào anh nằm quay ngược như thế này là sai. Hay mọi người để ý thêm cái chân mũi đang, nó đang cong theo cái kiểu như thế này, ngược tay thế nhỉ, đây nó cong theo cái kiểu như thế này, mà mọi người cái này lại cong như thế này, mọi người thấy không? Mọi người đặt như vậy là nó sai, mọi người phải đặt sao nó cong đúng như này, đây cái mũi này nó khuếch như này đó, đây thì phải đặt đúng. Và mọi người cứ để ý mắt này đó, còn chuyện nó vụ mọi người thêm một mắt vào, thêm một mắt vào nhá, thì nó là 31 mắt nên mọi người đặt kiểu nào cũng được. Nhưng nếu mọi người muốn đặt hai mắt thì trường hợp mọi người đục như thế này này thì nó là vừa này, mắt cao mắt thấp, mắt cao mắt thấp là ok, là chuẩn. Nhưng nếu trường hợp mà đổi lại cái mắt này nó nằm ở bên này, vụ em giả sử bên này đi, ở đâu cái này nó không hợp, đây đây giả sử cái mắt nó nằm như này nhá, đây em lấy hai cái mắt này đi, giả sử giờ tôi muốn ghép này đang 30 mắt, tôi ghép 32 mắt nha, mà em đặt như thế này là em đang sai, tại vì nó 32 mắt tức là nó chẵn mà em đặt như này trùng này là sai. Đặt như này với là đúng, mọi người thấy không? Đặt như là mắt cao mắt thấp là chuẩn vì nó 32 mắt. Nhưng nếu nó 31 mắt thì mọi người không cần quan tâm đến nó, tại vì anh có đục đầu thì nó cũng vậy à? À mày thích nằm bên nào mày nằm đấy, nó vì số lẻ mà nên muốn nằm nào. Nhưng vì đây là 32 mắt chẵn nên mọi người phải đặt cho nó đúng, cao thấp đây, thấp là chết, là sai. Còn trường hợp 33 mắt thì mọi người vụ 33 mắt thêm 3 mắt thì đấy nó lẻ, thì mọi người đặt sao đặt đấy, bên này nó trùng đúng không, nhưng mà bên này nó không trùng đó là ok. À, mọi người lưu ý nhá, cái đó là khi mà nối xích là phải để ý vấn đề đó, nếu có đục ra thay thế là phải đặt cho nó chuẩn, cái hướng đường nữa là phải chuẩn. Ok, đó là cái cách mà thay thế ghép mắt. Và đây bây giờ sẽ là cái sợi xích 30 mắt và uốn theo vòng cung, mọi người nối nó lại. Mình có mắt này mình tận dụng thì cũng được, mà không tận dụng thì mọi người bỏ ra, mọi người kiếm mắt mới và thay thế của em. Kiếm cho đúng mắt nha mọi người, tại vì đây nó bốn loại ấy, nên phải kiếm đúng mắt kho. Đây rồi, đúng mắt của nó nhé. Và khi mà nối các bạn phải nét không nhé, không nét thì bỏ nó như thế nào. Khi mọi người nối thì mọi người lưu ý này, mắt như này, đây là những cái khe nó này, nó nằm như này, mọi người phải nối cho nó đúng, chứ không thể nào mình nối theo kiểu mình lộn ngược lại lên là như thế này là sai, như thế này là sai nha. Ráp như thế này mới là đúng. Đây, đầu tiên muốn ráp nó là mình đặt vào đây, xoay nó phải nhẹ nhàng là ok. Tiếp theo mắt này cũng vậy, xoay nhẹ nhàng, đặt cái này cũng không thể đặt ngược lên, quay úp là quay úp đúng kiểu mẫu gì của nó như thế nào mình làm hay làm như vậy. Rồi ok mọi người thấy không, đây thấy không, sao nó mờ lưới ấy. Em đừng có di chuyển camera. À, cái cam này bực thật đấy nhỉ. Mờ ghê sao mấy người ta. Đây là cái gì đấy? Đây mọi người ha. Vừa nãy quay thì mờ hết đi. Dạ. Cái nãy quay nét. Ok. Đây mọi người thấy không? Phải ôm vô. Đấy. Ôm vô này. Thì mọi người thấy không? Đó, ôm vô. Rồi bắt đầu mọi người tiến hành giữ nguyên nó và quay đây.
Đây là cái máy ép xích, nối xích lại. Thì nó có gì đặc biệt đâu mọi người, thao này ra này, nó chỉ ở đây nó có cái mũi của nó thôi. Nó xẻ ra một đường ránh, nó cong cong kiểu như thế này, về tí ấy, nhưng mà nó về nhẹ ha. Nó đẩy vào đây, đúng lỗ này. Ở đây là cái đầu xoay thôi, xoay là xoay cái tán cho nó tè ra. Và cái thằng này nó đẩy, cái lỗ lõm lại, ôm vào đây, nó đẩy, thế thôi. Và đây là em thiếu một cái này, chứ còn nó là có một cái tai nó giữ lại cái chân ốc, giữ lại cái đường ray của cái xích ha. Đây cũng như thế này. Apple này, sát ra thắng đấy. Mọi người lưu ý nhá, cái đầu mà muốn tán là phải ráp vào cái mũi như này, tại vì thằng này là đẩy thôi, thằng này tán cho tè ra thì phải quay như thế này ha. Đấy, và giữ nguyên nha. Đây, thằng này là muốn tán cho tè ra thì mình phải đặt vào bên này, chứ nếu mọi người đặt lộn sang bên này là không được đâu nhá. Cũng như này là không được, quay ngược lại là không có được ha. Cũng như đây, như này nè là đúng này, nhưng mọi người quay như thế này là sai này. Cái này nó quay bên này là sai, tại vì cái này mình muốn tán tè, cái này nó không có tác dụng tán tè, nó đẩy thôi, tác dụng đẩy. Và thằng này làm cho tè cái tán ra, nó là như vậy. Đây. Đó, nên phải xác định này cho đúng ha. Đây, muốn tán tè này giờ em sẽ đặt vào đây, đúng đẩy giữa này, siết vô, đẩy tới đây cho nó áp sát vào nhau luôn. Rồi, nét không ạ? Rồi, áp sát vô. Rồi như vậy. Ok, rồi. Dùng lực này, mạnh lên. Xa xa ra đi, mạnh lên. Để mạnh xuống. Ép đấy, bây giờ ép đấy, đẩy ép này, xoay này. Vừa ép vừa xoay luôn. Xoay cho nó tè. Này. Ép xoay. Lên tí nữa này. Đấy là em hướng dẫn cho mọi người, còn em làm quen rồi thì rất là nhanh. Đây mọi người thấy nó tòe ra không? Mọi người thấy tòe không? Đó. Thấy không? Ok, lắc nhẹ này. Tay tiếp này, mắt này nữa ha. Đây. Ok. Đó. Tè ra ha, xoay nó phải nhẹ nhàng. Là sao? Mắt nối này, gần như zin luôn. Nào mà theo. Quá là ok, đúng không ạ? Này, thấy chưa? Rồi, vậy là mình gọi là nó nối một sợi xích thành công. Ok, đó là cái máy đục xích và tán xích. Sang cái máy thứ ba. Cái máy này thì em chưa nắm được giá, nhưng mà nếu có bộ này thì nó tầm khoảng 600-650 gì đó mọi người ha. Nói chung là cái này em phải hỏi giá lại công ty, em không nắm được giá đâu. Rồi, ok. Bây giờ sang tiến hành là mọi người rũa xích. Rũa máy rũa xích này thì mọi người lưu ý cho em, nó có những cái chức năng như sau. Đó là đá để mài mũi xích này. Bàn đo độ, đo của nó kỹ càng đây. Đo độ này. Rồi cái khung để mà xoay và chuyển chiều, đảo chiều. Trên đây là công tắc tắt mở. Đó, tắt mở ha. Và đây là cái lò xo mà để nó cúi xuống này nó vặt lên luôn. Của em đây xài nhiều nó gãy, em muốn chế ha. Đó. Và đây là cái độ sâu này. Con ốc này là chỉnh độ sâu. Đây trên này nó qua trên này. Độ sâu. Sâu nó tức là cúi nhiều cúi ít ấy. Đó, đây. Quay sâu này. Đây này. Cúi nhiều cúi ít này. Đó, ok, tức là cái này cũng cúi là nhiều đấy, cúi sát hay cũng như nào, nó là như vậy. Và cái đó, ốc này là điều chỉnh cái mắt xích đẩy tới đẩy lui như thế nào ha, nó là như vậy. Và sau đây cái gì xích hả? Đây hạ núi chưa? Chưa anh hạ đi. Đang bận thế. Đây cái này có tên hả gì ạ? Nó của Sheppy, nó giống như tên chất liệu như vậy hả? Cứ cưa đi, không cưa nhiều lắm. Hả? Em bán hoài hả? Sao không? Tao biết mà, cho nên bữa em mua sợi rồi. Nếu vậy thì hết bố rồi. Hả? Hết này rồi. Giờ còn loại đó mà. À. Xài đỡ đi. Rồi, đây như này. Thấy không? Mình đặt cái mắt xích lên đây. Nhưng mà người đặt như này là bị sai. Đây này. Cái này là nút xanh hả? Xanh đúng rồi. Người thấy sai không? Sai. Mọi người muốn rũa bên để bên này thì mọi người phải rũa vào cái mắt bên này nó mới là đúng này. Đấy, đây nó mới là đúng này. Ha. Đây nó mới là đúng này. Và ở đây thì nó có bàn đo độ, thì thường thường ấy mắt xích ở tầm khoảng 25 độ đến 30 độ, có thể là 30 độ luôn, tùy theo. Thì theo kinh nghiệm của thợ cưa ta nói, nếu càng rũa ngang bao nhiêu thì nó càng mở mạch to, cắt nó mà nó to cắt nhanh hơn một chút.
Nhưng mà đối với tùy theo cây, cây khô thì hay làm như vậy. Còn nếu cây mềm thì người ta ưa rũ chéo khoảng 35 độ mai hơn. Đó. Thì ở đây ví dụ những cái sợi xích như này thì em rũ cho tầm khoảng 30 độ đi ha. Thì đây mình có xác độ này, xác định rũ độ này. Đó, 30 độ ha, mũi tên đúng thẳng 30 độ với em. Ok, và xích cứng lại. Rồi mình đặt cái này. Hãy kéo cái sợi của em này nó hơi kém rồi nên kéo lùi cái này về đây. Nó xích để vào hoa này. Kéo lùi về và thả cái này xuống đè. Đó, làm sao mà nó vừa đủ mọng, nó vừa ôm như này là ok. Tiến hành bật và rũa. Bật mũi xích lên đây. Đó. Ok. Rũa làm sao ấy? Vuốt nhẹ, nhanh, nhẹ, chậm tí nhưng mà đừng để nó nóng. Tức là nếu để lâu quá nó nóng nó cháy cái mũi. Đây anh em này chưa hề cháy cái mũi mà rất là bén, mọi người thấy không? Thấy không? Bén không? Đó, bén không? Chưa hề cháy cái mũi mũi còn sáng. Đó, mình phải rũa nó phải như vậy. Chứ để lâu không lẹ tay là nó sẽ bị hư. Mà nếu ra mạnh quá, nó nóng quá nó sẽ sinh nhiệt ra là nó sẽ cháy cái mũi này là coi như vứt. Đó là cái rũa. Rồi tiến hành mà cứ đẩy tới đẩy lui và rũa hết làm sao đủ hết sợi mắt là ok. Khi mọi người đã rũa xong rồi đúng không ạ? Đây. Rũa này đây, rũa thành mắt thế này. Rũa xong rồi đây, sự cân bằng này, đặt xuống này. Đó, rũa này, đặt lên. Đó, 30 độ ha. Cứ vậy là lần lượt. Và mọi người lưu ý khi mà sử dụng rũa, đó là một cái kỹ thuật rất là đặc biệt như thế này. Mọi người nhìn ở đây. Ủa cái gì ạ? À, cho đây. Mọi người nhìn ở đây. Đây, nhìn ở đây. Đó là nếu hai cái mắt xích này nếu cân bằng thì thôi thì mình rũa bên nào trước cũng được, nhưng nếu có một bên mà nó mòn trước thì mọi người hãy rũa cái bên mòn trước và bắt đầu điều chỉnh cái bên này nó nhiều đều theo bên này là ok. Tức là nếu mà rũa mà bên này nhiều bên này ít cưa nó không ngọt, nó bị lạ nhé. Là không được đâu. Cái này rất là quan trọng. Mọi người lý. Khi đã rũa đủ một bên rồi bắt đầu mình mở nóc này ra. Đó. Thế này xoay lại sang bên này đúng 30 độ. Né được không? Đó, đúng 30 độ rồi, cứng xích cứng lại cho em. Sau đó đặt cái này lên. Và mọi người lưu ý vừa rồi bên này mình rút rồi đúng không? Nếu mình đặt nó bị sai này. Thấy không? Đặt nó sai thấy không? Nó phải đặt bên này nó mới là đúng. Đấy. Ok chưa? Rồi tiếp hành trước khi bật máy là phải thử. Độ chéo nó này đó, và là hơi chuẩn này, hơi mỏng mỏng thì là ok. Rồi thế này mình mài rồi, bật lên. Ok, thôi cứ làm lần lượt hết. Đây, mọi người thấy không? Rất là bén này, bén mà có độ cháy luôn, rất là ok không? Đó. Và khi mọi người đã ok hết rồi, làm rũa xong rồi thì mọi người hãy tiến hành hạ cái nhú này xuống. Đây, như bác này đang hạ đây, xích mới mà bác vẫn hạ đó. Đây này, hạ nhú này. Ồ, hơi mở đó, đó, hạ cái nhú đi, tức là hạ cái hầu đi ha, xích mới, xích mới mà vẫn phải hạ. Cái này nó nếu hạ thấp bao nhiêu thì cưa càng sóc nhiều, nên hạ nó vừa cân đối. Đó, tức là càng hạ nhiều thì cưa càng ăn càng nhanh, càng ngọt, càng sóc ạ. Nên hạ nó vừa thôi, đừng có hạ nhiều quá. Đó, người ha lúc nào nó phải thấp hơn cái mũi cho một tí là ok. Miếng trong nhà con, đó. Trên đây em đã hướng dẫn cho mọi người chi tiết cách đục xích này, tán xích và rũa xích. Tính đó là cái máy đó là máy hạ nhú luôn. Ok chưa? Rồi, mọi người có nhu cầu muốn sử dụng ba cái sản phẩm như thế này thì liên hệ trực tiếp với Thắng Mơ Cơ Xích qua số điện thoại 0974644973. Bên em có ship hàng COD toàn quốc, nhận hàng rồi thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng là ok. Và sau đây em sẽ kết thúc video. Rồi hẹn mọi người video lần tới để em chia nhỏ ra nha. Cảm ơn tất cả mọi người.